Từ trước đến nay, khi nhắc tới khái niệm giải đấu của những ông lớn, giải đầu tiên mà chúng ta nghĩ chắc chắn là Premier League, không chỉ bởi là giải đấu đã sinh ra khái niệm top 6, mà còn bởi giải đấu đã đóng góp tới 4 nhà vô địch Champions League ở thế kỷ 21, đó là Man United, Man City, Chelsea, Liverpool, cùng với đó là những ngôi sao hàng đầu thế giới như Cristiano Ronaldo, Luis Suarez, Patrick Evra, Fernando Torres, Mario Balotelli hay Sergio Aguero. Tuy nhiên, một thực tế đáng buồn với Premier League đó là dù hạng đấu cao nhất nước Anh vẫn là một trong những giải đấu danh giá nhất hành tinh, số lần vô địch của các đội bóng tới từ giải đấu này ở thế kỷ 21, đặc biệt là những đội bóng thuộc top 6 Premier League, lại quá ít nếu so sánh với một giải đấu khác cũng danh giá không kém, đó là La Liga, quê hương của hai ông lớn danh giá nhất của bóng đá thế giới thời điểm hiện tại là Barcelona và Real Madrid. Đương nhiên, người hâm mộ Premier League sẽ cho rằng La Liga không phải là một giải đấu hấp dẫn, nhất là khi trong vòng 10 năm trở lại đây, hạng đấu danh giá nhất Tây Ban Nha chỉ có mỗi Atlético Madrid, xứng đáng được gọi là đối trọng với hai ông kẹ Barcelona và Real Madrid. Trong khi đó, ở Premier League, Man City có thể mất chức vô địch bất cứ lúc nào nếu sẩy chân. Bởi lẽ, phía sau họ là những đội bóng mạnh không kém như Arsenal của Mikel Arteta, Aston Villa của Unai Emery hay Newcastle United của Eddie Howe hay Liverpool của Jurgen Klopp. Tuy nhiên, sự hấp dẫn này là không thể khiến chúng ta quên đi một thực tế, đó là Premier League đã tụt hậu quá xa với La Liga về mặt thành tích ở châu Âu. Ở Champions League mùa này, chúng ta lại càng thấy rõ hơn sự tụt hậu đó của Premier League. Cụ thể, sau khi vòng bảng Champions League mùa này kết thúc, Premier League chỉ có hai đại diện đi tiếp, đó là Man City và Arsenal. Trong khi đó, đối thủ trực tiếp của họ trong cuộc cạnh tranh ngôi vị bá chủ châu Âu là La Liga lại đóng góp tới 4 đại diện ở vòng sau ở Champions League là Real Sociedad, Barcelona, Real Madrid và Atlético Madrid. Vậy Premier League có thật là đang đi xuống tại Champions League mùa này? Thành tích của các đội bóng Premier League, đặc biệt là các đội bóng đi tiếp tốt hay tệ nếu so sánh với các đối thủ tới từ La Liga, liệu các đội bóng Premier League có thể trụ vững ở nửa sau của Champions League mùa này? Dưới đây sẽ là câu trả lời cho tất cả những câu hỏi kể trên. Có thể nói Premier League đang gặp phải một cuộc khủng hoảng ở đấu trường châu Âu, đặc biệt là đấu trường Champions League. Cụ thể ở nửa sau của Champions League mùa này, hạng đấu cao nhất nước Anh chỉ còn hai đại diện là Arsenal của Mikel Arteta và tiếp đó là Manchester City của Pep Guardiola. Hai đội bóng đều đã kết thúc ở vị trí đầu bảng ở bảng đấu mà họ góp mặt. Tuy chỉ đóng góp hai đại diện ở nửa sau Champions League mùa này, nhưng có thể nói về mặt thành tích, các đội bóng đi tiếp của Premier League lại cho thấy sự vượt trội với các đại diện đến từ La Liga, đặc biệt là Manchester City của Pep Guardiola. Cụ thể sau khi vòng bảng kết thúc, Man City của Pep Guardiola toàn thắng 6 trận, ghi được 18 bàn thắng và chỉ để thủng lưới 7 bàn, đạt hiệu số là dương 11 cùng số điểm tối đa là 18. Trong khi đó Real Madrid, đội bóng cùng số trận với Man City, ghi được 16 bàn và để thủng lưới 7 lần, đạt hiệu số là dương 9. Về phần Arsenal, các pháo thủ mùa này cũng cho thấy sự áp đảo khâu ghi bàn tại Champions League. Cụ thể tính đến thời điểm kết thúc vòng bảng mùa này, Arsenal đã ghi được 16 bàn và chỉ để thủng lưới 4 lần, đạt hiệu số bàn thắng bại là dương 12, cao hơn bất cứ đại diện nào của La Liga góp mặt ở vòng sau Champions League. Dù các pháo thủ đã để thua một trận ở vòng bảng Champions League, đó là trận thua trước Lens ở lượt trận thứ hai diễn ra vào đầu tháng 10. Đó là những đội bóng đã đi tiếp. Vậy còn những đội bóng đã không thể đi tiếp như là Manchester United hay Newcastle United. Có thể nói, các đội bóng kể trên đều đã ít nhiều cho thấy sự tiến bộ của mình. Tuy nhiên, những sự tiến bộ đó lại không đủ để giúp họ vượt qua được vòng bảng Champions League mùa này. Một phần vì những sai lầm về mặt chiến thuật, cùng với đó là những sai lầm khó hiểu tới từ tổ trọng tài. Một ví dụ đó là Newcastle United. Cụ thể ở trận gặp PSG diễn ra trên sân Parc des Princes, đội chủ nhà PSG đã được hưởng một quả penalty đầy tranh cãi sau khi trọng tài cho rằng bóng đã chạm tay của Tino Livramento. Dù trước đó, các băng hình đã được cho thấy là bóng đập vào ngực của Livramento rồi mới chạm vào tay của anh. Hậu quả là Newcastle United đánh mất đi chiến thắng một cách đầy oan ức trong những phút cuối cùng của trận đấu. Về phần Manchester United, việc họ bị loại ở Champions League mùa này là tới từ những sai lầm về mặt chiến thuật nhiều hơn là những nguyên do về ngoại cảnh. Một ví dụ đó là ở trận đấu gặp Galatasaray, thay vì sử dụng một Kobbie Mainoo ngay từ đầu, sau khi tiền vệ này có màn trình diễn tuyệt vời trước Everton, huấn luyện viên Erik ten Hag lại quyết định sử dụng Amrabat ngay từ đầu, chơi bên cạnh Scott McTominay. Hậu quả là Man United đã không thể chống đỡ những pha tấn công như vũ bão của Galatasaray. Đội bóng chiếm thế chủ động xuyên suốt trận đấu trên sân nhà Ali Samien, nơi vốn được xem là địa ngục với mọi đội bóng khi hành quân đến đất Istanbul. Tỷ chung lại thì việc các đội bóng Premier League như là Man United hay là Newcastle United rời khỏi Champions League ngay từ đầu tới rất nhiều nguyên nhân. Nhưng nguyên nhân lớn nhất vẫn tới từ sự chủ quan, kèm chút ngây thơ của các đội bóng kể trên, đặc biệt là Newcastle United, một đội bóng cũ mà mới ở đấu trường châu Âu.
Premier League mùa này chỉ có hai đại diện có mặt ở vòng sau của Champions League. Đó là điều đáng buồn với những người làm bóng đá Anh. Tuy nhiên, đây không phải là lần đầu tiên Premier League chứng kiến thành tích đáng buồn này ở đấu trường châu Âu. Cụ thể, đó là mùa giải 2012-2013 ở Champions League. Mùa giải có thể được xem là cơn ác mộng tồi tệ nhất với các đội bóng tới từ quốc đảo sương mù. Cụ thể, ở mùa giải đó, Premier League cũng rơi vào tình cảnh tương tự ở mùa giải hiện tại. Đó là chỉ đóng góp được hai đại diện ở vòng sau của Champions League. Đó là Man United, khi đó được dẫn dắt bởi Sir Alex Ferguson, và đội còn lại là Arsenal, được dẫn dắt bởi giáo sư Arsène Wenger. The Blues, đại diện duy nhất không vượt qua được vòng bảng Champions League mùa đó, phải chơi ở Europa League sau khi kết thúc ở vị trí thứ 3 ở bảng E, một bảng đấu với sự góp mặt của Juventus, được kim vô địch Serie A, và Ajax Amsterdam, được kim vô địch Hà Lan mùa giải 2011-2012. Sang đến giai đoạn sau của Champions League mùa giải đó, hai đại diện của Premier League đều phải nói lời chia tay với Champions League theo những cách rất khác nhau. Cụ thể, Arsenal lời chia tay với Champions League khi không thể đánh bại được Bayern Munich. Dù ở trận lượt về, các pháo thủ đã nã vào lưới đại diện nước Đức tới 2 bàn. Còn phía Man United, nửa đỏ thành Manchester cũng rơi vào tình cảnh tương tự với Newcastle United mùa này. Đó là bị loại bởi một quyết định gây tranh cãi của trọng tài. Cụ thể, trong một tình huống tranh cướp bóng, tiền vệ Nani của Man United đã để chân của mình chạm vào Alvaro Abeloa. Hậu quả là tiền vệ người Bồ Đào Nha đã phải rời sân vì tấm thẻ đỏ của trọng tài Kunet Kakir. Vị trọng tài ở Champions League mùa giải trước đó đã phạt thẻ đỏ John Terry ở trận bán kết giữa Barcelona và Chelsea. Với việc cả hai đại diện ưu tú nhất của Premier League thời điểm đó là Arsenal và Manchester United bị loại khỏi vòng 16 đội, Premier League đã chính thức không còn đại diện nào ở tứ kết. Thành tích có thể được xem là tệ hại nhất trong kỷ nguyên bóng đá hiện đại của Premier League. Do vậy, hàng đầu cao nhất nước Anh vẫn có được một niềm an ủi. Đó là chức vô địch của The Blues tại Europa League sau khi đánh bại Benfica trong trận chung kết trên sân Amsterdam Arena. Có thể ở vòng sau, Premier League chỉ còn hai đại diện, nhưng khó có thể nói rằng hạng đấu cao nhất nước Anh sẽ rơi vào hoàn cảnh tương tự như mùa giải 2012-2013, nhất là sau khi những gì mà Arsenal và Man City làm được ở vòng bảng, đặc biệt với trường hợp của Arsenal. Có thể nói thì Arsenal dưới thời Mikel Arteta đang cho thấy họ không còn là một Arsenal ngây thơ như thời của giáo sư Arsène Wenger nữa. Dù ở vòng bảng Champions League mùa này, pháo thủ đã cho thấy sự áp đảo về mặt ghi bàn, nhưng ở một số thời điểm quan trọng, đoàn quân của huấn luyện viên người Tây Ban Nha đã biết lượng sức mình nhiều hơn, qua đó giúp pháo thủ bảo toàn được năng lượng cho những trận cầu quan trọng ở vòng bảng. Về phía Man City, dù ở thời điểm hiện tại nửa xanh thành Manchester không có được sự phục vụ của Kevin De Bruyne, một trong những nguyên nhân chính khiến họ tụt lại phía sau ở bảng xếp hạng Premier League mùa này, nhưng với kinh nghiệm dẫn dắt các đội bóng ở đấu trường châu Âu của mình, Pep Guardiola chắc chắn sẽ biết phải làm gì để có thể giúp nửa xanh thành Manchester tiến sâu hơn tại Champions League như họ đã làm ở mùa giải trước, kể cả khi không có được sự phục vụ của Kevin De Bruyne trong đội hình. Người hâm mộ Premier League có thể tự tin vào khả năng tiến sâu các đại diện tới từ xứ sở sương mù tại Champions League mùa này. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là họ có quyền chủ quan, khinh địch, nhất là ở một đấu trường lắm chông gai và cạm bẫy như Champions League.